Kính chào quý khách hàng, hôm nay chúng tôi sẽ review một cái đồng hồ nạp khí SF6 cho máy RMU, là các cái thiết bị đóng cắt của các cái trạm điện trung thế từ 22 kV đến 110 kV. Trong mỗi một trạm biến áp thì nó có một cái hệ thống máy đóng cắt, và trong hệ thống máy đóng cắt thì có một cái buồng có bơm chứa SF6 để mà dập các cái hồ quang điện trong quá trình đóng cắt để tránh tổn thất. Đây là một chai khí SF6. Đây, tôi sẽ lắp đồng hồ và tôi sẽ test cái đồng hồ để cho khách hàng được xem. Chiếc đồng hồ nạp khí SF6. Đây là một loại van đặc chủng. Đây là một chiếc đồng hồ nạp của Ấn Độ. Do vậy mà đầu kết cấu van của nó lại khác. Do vậy chúng tôi chế tạo một chiếc rắc co để lắp vào. Lắp vào van QF2C vừa. Trong đây thì đã có răng Teflon. Tôi sẽ tiến hành lắp. Đưa vuông vào với chai, sau đó thì siết rắc co lại. Chỉ cần đặt lệnh là bạn không vào. Quy trình chuẩn là phải bắt ốc vào chai trước. Siết ốc thì càng chặt. Và như vậy là chúng ta đã xong ở đầu này. Đầu này là sẽ là nạp vào máy đóng cắt, hoặc là sử dụng cũng có thể là sử dụng kết nối khác. Ở các video khác thì chúng tôi sẽ hướng dẫn là sử dụng các kết nối khác. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm rõ, chúng tôi chỉ lắp sơ thôi. Khi nào vận hành chính thức thì chúng tôi sẽ lắp chặt. Cảm ơn khách hàng liên hệ quan tâm.